Hello cả nhà nhé, Ngọc Số ở Hải Phòng xin chào toàn thể quý hàng gần xa. Hôm nay em vừa hoàn thiện test dọn vệ sinh được một ít dòng bếp từ đôi, dòng 2 từ hoặc là 1 từ 1 thầu ngoại, xin gửi đến toàn thể anh em. Đấy, mình lướt qua thì nó sẽ có 3 cái loại. Nhất là loại điện 220V. Các bạn nhé, dòng 220V này thì có dòng 2 từ hoặc là 1 từ và 1 thầu ngoại. Dòng thứ hai là dòng 100V thì là 2 từ anh em nhé. Tất cả hàng bên mình cũng đã bỏ ra tháo ra vệ sinh, căn chỉnh mọi chức năng hoàn hảo cho các bác rồi. Anh em về chỉ việc cắm điện trực tiếp vào sử dụng các bạn nhé. Đây những cái hàng bên mình vệ sinh rồi. Đấy, và đây những hàng bên mình chưa vệ sinh, chưa dọn tiết anh em nhé. Thì tất cả các sản phẩm về bên mình đều sẽ tháo hết ra. Đấy, vệ sinh sạch sẽ và kiểm tra mọi chức năng cho nha. Thì đây hàng nguyên bản chưa vệ sinh thì nói chung nó cũng rất đẹp, mặt thì con nạ rất là đẹp nhá các bạn nhá. Đấy, đời nó dao động tùy theo model, từ đời 2014 đến 2020 cũng có. Đây là dòng một từ một hồng ngoại anh em nhé. Những cái dòng một từ một hồng ngoại như này thì đời nó khoảng tầm 12-14 anh em nhé. Đây con này, ví dụ con này 16 này. Đấy, đây là dòng một từ một ngoại điện áp 200V, thương hiệu là thương hiệu Sanio anh em nhé. Đấy, model của thương hiệu Sanio sản xuất. Thì ở Nhật cái điện 3 pha nó là điện 200V. Thì về Việt Nam mình anh em vẫn sử dụng được điện trực tiếp 220V anh em nhé. Các bạn yên tâm sử dụng thôi. Đấy, phía bên này là dành cho bếp hồng ngoại, bếp từ. Bên này dành cho hồng ngoại anh em nhé, cắm điện trực tiếp được. Đấy, về kích thước thì cái chiều này này nó khoảng tầm 45cm các bạn nhé. Đấy, và cái chiều ngang này nó tầm 30cm. Về độ dày thì dòng này nó nguyên bản nó là dòng bếp âm của Nhật các bạn nhé. Đấy, thì chiều cao tầm từ 8 đến 10 cm thì bên mình đã gắn cái chân đế vào cho anh em. Đây, ví dụ cái dòng này. Cái dòng này là cái dòng sử dụng điện 220V này. Một bếp từ thứ hai. Đấy, đây là dòng thứ hai anh em nhé. Đây thì tất cả bên mình về đã gắn hết cho bạn các chân đi rồi. Để anh em, bởi vì phía dưới này nó có hai cái quạt này. Nó sẽ thoáng khí, nguyên bản người ta để âm thì nó sẽ thoáng, mình để dương cũng được. Thì mình sẽ phải gắn cái chân đế này vào, mình gắn sẵn cho anh em rồi. Để các bạn về sử dụng nó yên tâm các bạn nhé. Đấy, cái dòng 220V thì có hai dòng. Đấy, dòng này là dòng 2 từ. Và cái dòng này là dòng 1 từ 1 hồng ngoại. Thì dòng 1 từ 1 hồng ngoại nó dày một chút, nó khoảng tầm 10cm. Còn dòng 2 từ nó tầm 8cm anh em nhé. Đấy, để anh em dễ hình dung. Còn khi anh em để dương thì vẫn ok, nó không ảnh hưởng gì cả các bạn nhé. Đây, 1,5kW. Từ dưới, từ trên 1,2 kW, với kích thước hoàn toàn giống nhau. Dòng này là phím bấm cảm ứng các bạn nhé. Tất cả phím cảm ứng. Đấy, một vẹt giống nhau đây. Đấy, đây là cái mã 220V. Thì sẽ có hai mã nhé các bạn nhé. Lưu ý là từ, phun từ và mã lửa từ và một hồng ngoại. Nhà tùy anh em lựa chọn. Đấy, dòng này phím cơ. Đấy, dòng này là dòng phím bấm cảm ứng anh em nhé. Đấy, đây một loạt đây này. Các bạn ý cho mình cứ là 1.5kW, 1.5, 1.2kW là dòng 220V các bạn nhé. Đây, một vẻ để mình quay lướt qua cho anh em mình dùng. Cái dòng mà 2 từ này thì nó đứng cái thương hiệu Fukai anh em nhé. Đấy, model HW230. Anh em cứ search qua phát ra các trang thương mại đều có luôn các bạn nhé. Đây, thông tin thì cho các bác để anh em có thể tham khảo thông tin. Đấy, con này ví dụ cái dòng 24 này thì đời nó cao, nó rộng từ tầm 19-20 anh em nhé. Điện áp 200V này các bạn nhé, 2700W là tổng hai bếp. Đây, một bếp 1500, một bếp 1200 là tổng 2700W các bạn nhé. Dòng này cầm rất dày và chắc chắn nặng. Đấy, mặt rất đẹp, mặt đẹp 89%, mình dòng này đời cao rồi anh em nhé. Nên là cái linh kiện thay thế các thứ rất là dễ anh em thay thế. Trong quá trình sử dụng về sau, giả sử nó bị vấn đề phát sinh thì anh em yên tâm là thay thế rất là dễ luôn. Đây, một IH là từ 12-18cm, còn một IH là từ 12-22cm anh em nhé. Mặt thì đẹp gần như 95%. Ok, đây là dòng 200V đây, loạt 200V. 200V thì có 2 từ hoặc là 1 từ 1 ngoại anh em nhé. Đấy, mình quay cái cho anh em thấy cái sẽ đồng đều này. Rất là đẹp anh em nhé. Full viền inox anh em sử dụng rất sạch sẽ, bề mặt kính cường lực anh em nào rất dễ. Ok, đi dòng thứ hai mà anh em thích sử dụng cái dòng 100V.
thì mình có dòng này cũng là phim bấm cảm ứng nhé, nhưng mà nó cao hơn. Đây em nhìn nó cao hơn so với cái dòng 220V. Dòng này là điện áp 100V đây, thì trang bị cho bạn là hai bếp từ 1,2 kW, cũng là thương hiệu Fukai HW30 nhưng mà trừ 1 các bạn nhé. Thế còn HW-2 thì là 220V, còn trừ 1 thì là 100V. Đấy các bạn nhìn này, kích thước hoàn toàn giống nhau, nó chỉ cao một chút thôi, cao tầm 2 phân. Sau ngoài độ sâu, độ cao tầm 10 cm. Tất cả mình đều gắn chân hết rồi các bạn nhé, anh em yên tâm sử dụng thôi. Nó chỉ khác là điện áp 100V. Một số nhà là anh em sử dụng 100V, thì các bạn thích dùng dòng này thì dùng dòng này anh em nhé. Cũng là dòng phím cảm ứng. Đấy. Mặt đều đẹp, sạch sẽ. Để lưu ý, tất cả các sản phẩm bên mình đều bảo hành cho các bạn 6 tháng nhé. Còn các bác nào không thích bảo hành thì sẽ rẻ hơn được vài trăm nghìn. Đây, đây là dòng một từ một hồng ngoại đây. Đấy, thì dòng một từ một hồng ngoại đây là điện 220V, thì độ dày nó bằng với dòng 100V đây. Đấy, mỏng một chút, chỉ có dòng 2 từ 220V thì mỏng anh em nhé. Đây là một bếp từ 1,5 kW và bếp hồng ngoại 2 kW đây. Đấy, đều giống nhau, chỉ khác mỗi chiều cao một chút. Và tùy vào nhu cầu sử dụng của các bạn thích dòng nào thì bạn cứ inbox qua mình các bạn nhé. Qua Zalo 0979 665 264 thì mình sẽ chu hành và báo giá trực tiếp luôn cho anh em. Ok, xin chào cả nhà những video sau.